Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt thiết bị hiển thị tốc độ lên kính lái xe model X9 cũng như các dòng model khác, ví dụ như X5, HUD, A8, A100 hay là Q7, E300 thì cái cách lắp đặt cũng tương tự như nhau. Thì đầu tiên các bạn tìm cổng HUD trên cổng ODB2, xin lỗi là cổng ODB2, đây là vị trí cổng ODB2 trên xe. Thì tất cả các dòng xe ô tô đều có cổng ODB2. Ví dụ như xe kiểu tôi thì nằm ở vị trí này. Còn một số dòng xe khác có thể nằm ở bên bên phải này. Ngoài ra thì một số dòng xe đang có thể nằm ở hộp cầu chì. Các bạn có thể một cầu chì ra quan sát. Đấy, thì toàn bộ các cổng ODB2 thì giống nhau. Đấy là gồm có 16 chân chia làm hai hàng. Các bạn quan sát giống như này. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cái bên cột A của xe để chúng ta đi dây. Thì rất đơn giản thôi, các bạn tháo bỏ cái cao su chống ồn này trên xe, răng cao su ra. Sau đấy là mở cái thanh cột A này ra. Thì các bạn ý là trên cột A thì nó sẽ có các, tất cả các dòng xe đều có các lẫy. Thì chúng ta chỉ cần dây dây là có thể ra được. Đấy, sau các bạn luồn dây. Các bạn sẽ, như xe của tôi thì tôi sẽ phải tháo cái chốt bên lưng này ra để thuận tiện cho việc thao tác. Rất đơn giản, nhẹ cái là ra thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành luồn dây. Đây là cái dây cổng ODB2. Chúng ta tiến hành cắm à. Đây, một khi cắm à. Thì chúng ta luồn dây từ dưới đi lên. Này, ta luồn làm thế nào đấy, ta làm mọi cách để đưa được cái dây để kết nối với lại thiết bị hiển thị tốc độ nên đặt đúng vị trí phía trên đỉnh màn hình đăm lô. Như các bạn thấy, chúng ta sẽ để dây vào vị trí này. Ok, khoảng vị trí này là hợp lý. Bây giờ tôi sẽ cắm thử thiết bị này và dán. Đây, tôi sẽ cắm ở đây. Tôi sử dụng tạm, tôi đặt ở đây để tôi ướm vị trí để tôi dán kính phản quang. Đấy. Thì tại vị trí tôi ngồi thì tôi quan sát thấy rất chi là rõ và hợp lý. Là tôi sẽ đặt nó ở vị trí đấy. À, ví dụ như tôi ngồi đây tôi quan sát thấy hợp lý rồi. Sau khi quan sát hợp lý rồi thì tôi bắt đầu lắp lại cái cột A này. Sau khi chúng tôi lắp cửa ra và đi lại gioăng, cái phần dây thừa ấy thì đây, thừa đây tôi sẽ cho gọn vào và tôi dùng dây thít để tôi thít. Đấy, các bạn nhìn thấy gọn không vướng. Ok, tôi tiến hành cho thít. Thì cái này rất đơn giản thôi, các bạn trên xe có bất kỳ chỗ nào các bạn có thể gá được và thiết dây được thì chúng ta sẽ cố định ở vị trí đấy. Cái này không quan trọng lắm, miễn là dây không lòng thòng và thò ra ngoài nhìn mất mỹ quan. Thôi xong thì tôi tiến hành đóng lắp. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dán kính phản quang để cho hợp lý. Thì để dán được kính phản quang thì rất đơn giản thôi. Thì việc đầu tiên là chúng tôi xịt nước ở bên ngoài.
Đấy, các bạn nhìn thấy là tôi quan sát, tôi xịt nước bên ngoài. Sau tôi lấy cái kính phản quang để gắn được. Tôi dán ở bên ngoài. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Chỉ cần đập đá lên đèn của nó khác. Thì thế. Anh cứ đèn của nó. Đấy, thì bây giờ tôi tiến hành là tôi quan sát tại vị trí tôi ngồi lái để tôi điều chỉnh cho thì sao. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh vì là nước nó dính vào rồi nên là cái này nó không bị rơi. Chúng ta có thể điều chỉnh cái kính này để cho nó phù hợp với vị trí chúng ta ngồi lái. Sau khi điều chỉnh phù hợp như thế này rồi thì chúng ta bắt đầu tiến hành đánh dấu vị trí của cái tấm kính ở bên ngoài, đánh dấu trước để cho nó đỡ bị xê dịch khi chúng ta dán. Tôi thấy như này là hợp lý với vị trí tôi ngồi, có thể quan sát được. Các bạn quan sát là tôi đánh dấu. Tôi đánh dấu vị trí bên ngoài bằng cách là tôi lấy cái bút hoặc lấy bất kỳ cái phấn gì, tôi kẻ vòng quanh cái vị trí mà tôi dán cái kính chiếu đấy. Đấy, các bạn có thể quan sát là có một vết đường mà tôi đã đánh dấu đấy rồi. Đấy, thì tôi sẽ dán là đúng cái ô đấy. Đấy, lau lại đi. Lau. Tôi tiến hành đến lau sạch vị trí bên trong khu vực dán đấy, tôi tiến hành đến lau sạch đi. Các bạn lưu ý là chúng ta lau càng sạch càng tốt, không được để bụi. Giờ tôi tiến hành tôi dán kính phản quang. Thì các bạn quan sát kính phản quang có hai mặt nhá. Một mặt ghi chữ fun tức là phía trước và một mặt black tức là mặt sau. Thì chúng tôi sẽ tiến hành bóc cái mặt này, bóc mặt này ra. Các bạn quan sát nhá. Chúng ta bóc cái mặt này ra. Sau đây tôi sẽ dán vào đúng vị trí tôi đánh dấu ban đầu. Đấy, tiến hành dùng tay miết, các bạn dùng tay miết, miết sạch để ra hết không khí giống như dán màn hình điện thoại. Đấy, miết sạch. Sau khi miết xong, chúng ta sẽ tiến hành bóc. Các bạn nhớ quan sát là miết sạch không có bóng khí nào nhé. Chúng ta bắt đầu tiến hành bóc. Đấy, đây là mặt trước của nó. Ok chưa nhỉ? À, chúng ta sẽ lau mặt còn lại đi. Đây là thiết bị hiển thị tốc độ lên kính lái sau khi đã được dán kính phản quang. Các bạn có thể quan sát 0 km. Thì trên cái mặt thiết bị hiển thị tốc độ này còn một lớp ni lông nữa. Lớp ni lông này nó làm cho chói không được đẹp mắt, thì chúng ta có thể bóc cái lớp ni lông ra. Chúng ta tiến hành bóc cái lớp này ra nha. Bỏ nó lại, bỏ cái lớp ni lông này ra. Cái ni lông này nó gây ra cái hiện tượng là chói và không được rõ nét. Đấy, các bạn này quan sát. Đây là màn hình hiển thị tốc độ HUD sau khi đã được dán kính phản quang. Bây giờ chúng ta sẽ lái thử xem là cái thiết bị này được hiển thị như thế nào nhá.